hồi xin được thay lời cho gia đình, thay lời cho chú rể Quân Hải và cô dâu Nguyễn Dương, xin được trân trọng kính mời toàn thể các ông các bà các bác cô chú anh chị cô dì chú bác cùng toàn thể bạn trẻ nam nữ thanh niên, chúng ta sẽ cùng nhanh chân cất bước di chuyển vào các căn phòng tình yêu của gia đình chúng tôi, sẽ cùng nhau tham dự tiệc nước tiệc thuốc tiệc trà và chọn cho mình một chỗ ngồi trang trọng lịch sự nhất, thưởng thức món ăn mà gia đình chúng tôi đã chuẩn bị để đón tiếp tập thể quý vị khách đến với gia đình, đến với ngày vui của chú rể Quân Hải và cô dâu Nguyễn Dương ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ban tiếp tân của gia đình nhà trai chúng ta cũng sẽ lên trên cấp tiếp những bài thuốc, bài nước, bài trà những các chủ, các ông, các bà, các bác, cô chú anh chị, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn trẻ nam nữ thanh niên sẽ bày tỏ tình cảm tiếp đón của gia đình đối với các thầy quý vị quan khách đến với gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và vâng, toàn thể quý vị thân mến, yêu nhau thì chẳng phải xa gần, cầu khấn gia đình cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng phải lầm than, mấy dương có chút lời và chú còn trẻ còn bé, chú rể Quân Hải và cô dâu Nguyễn Dương vừa sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương nồng ấm, một chỗ ngồi trang trọng lịch sự nhất, cùng nhau chung vui bữa cơm thân mật ấm cúng cùng gia đình và cùng nhau nâng lên những chén rượu nồng mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho chú rể Quân Hải và cô dâu Nguyễn Dương duyên duyên trường vợ trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời và kính mời toàn thể quý vị. Xin được trân trọng một lần nữa, xin được trân trọng kính mời.
Và một lần nữa, ban tổ chức của tôi xin được trân trọng mời đại diện của hai bên gia đình Thiên Liên, Thiên Diện trở lên sân khấu để ra mắt tôn tập Cô Dâu và Chú Rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Trân trọng và kính mời. Gương mặt dạng người và hạnh phúc cùng hai bên gia đình đã có mặt tại các vòng tình yêu để ra mắt ba thể quý vị quan khách. Một lần nữa xin được ra mắt ba thể quý vị và một tràng pháo tay của ba thể quý vị cùng chúc mừng nhé. Vâng, cảm ơn ba thể quý vị rất nhiều. Thương mỗi ngày và đúng thật đời, ai đã chắc cánh được chim bay về tổ, ai đã làm được cho hai bạn đến với nhau. Thưa quý vị, đó chính là do duyên trời kiệt định để rồi hai bạn gặp nhau, tình thắm vẫn thương. Thì em cũng yêu từ trong lòng. Và để rồi cho đến ngày hôm nay đây, tình yêu của hai em đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ chúng tôi. Và đặc biệt hơn nữa, hôm nay chỉ có mặt của toàn thể quý vị đã tạo nên bầu không khí của buổi lễ thành hôn ngày hôm nay vui hơn, đậm ấm hơn và trang trọng lên rất nhiều. Một lần nữa xin được thay lời cho gia đình xin cảm ơn toàn thể quý vị. Thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời thì đau ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, quê trời đồng lòng không phủ kín không cha. Và trong gia đình thì mình đi xung hồi cái đại diện đang hải chú đang hải chú đấy, còn mình đi đấy cả hai đại mưa đi đến chân chân đến chém cùng chém cùng hai đại đi lại khó. Nếu có thể được, toàn thể quý vị sẽ cùng đứng lên ạ. Tập tiết diệu của mình đứng lên để cùng chúc mừng cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và Thế Hùng xin được hô đồng thanh bắt nhịp 1, 2, 3, 0 chúc mừng ạ. Và toàn thể quý vị đã sẵn sàng chưa? Vâng ạ, và hãy đến